trong những năm đầu thế kỷ 21, Trung Quốc bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ về kinh tế và xã hội. Sự phát triển đô thị hóa kéo theo nhiều vấn đề phức tạp và tội phạm cũng trở nên tinh vi hơn, khó kiểm soát hơn. Trong những con phố tấp nập của thành phố, trong các khu phố tưởng chừng bình yên, có một nhóm tội phạm đáng sợ đang rình rập tàn phá cuộc sống của không ít cô gái trẻ bằng những hành động tàn nhẫn và đầy man dợ. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về vụ án này. Câu chuyện bắt đầu vào cuối năm 2001 tại Quảng Châu, một thành phố đông đúc và náo nhiệt của Trung Quốc. Đối với hai chị em Lý Tân và Lý Thúy, đó chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác. Lý Tân, một nhân viên tài chính cẩn mẫn và cô em gái Lý Thúy, một người không có nghề nghiệp ổn định nhưng sống dựa vào người bạn trai giàu có, đã sống chung trong một căn hộ thuê. Mọi thứ dường như êm ả cho đến khi họ bị kéo vào một cơn ác mộng khủng khiếp. Người láng giềng của họ Vương Sơ Sơ là một người phụ nữ kỳ lạ. Ngay từ khi chuyển đến ở cùng khu nhà, Lý Tân đã cảm thấy không thoải mái với người phụ nữ họ Vương này. Dù vậy, cô và em gái vẫn không thể từ chối lời mời ăn tối của Vương vào một ngày cuối tháng 12. Một bữa tối tưởng chừng như vô hại, nhưng thực chất đó là khởi đầu của một cơn ác mộng dài đằng đẵng. Vào ngày hôm đó, sau khi thưởng thức bữa tối, Lý Tân và Lý Thúy bị lôi kéo đến một căn hộ ở khu vực Thiên Hà, Quảng Châu ngay khi bước vào căn hộ tối tăm, hai chị em đã bị tấn công và bị trói lại bởi Vương và hai đồng phạm. Trong đó có một người đàn ông cao lớn với vẻ mặt hung ác và một người đàn ông lùn nhỏ với nụ cười quỷ quyệt. Chúng không chỉ trói chặt hai chị em mà còn ngay lập tức bắt đầu tra tấn tàn bạo để ép buộc họ phải giao nộp thông tin về tài khoản ngân hàng và tiền bạc. Trong 6 ngày liền, Lý Tân và em gái bị tra tấn không thương tiếc người phụ nữ họ vương và hai tên đồng phạm lần lượt thay nhau đánh đập và tra tấn hai chị em bằng những hình thức man dợ chúng dùng kim lớn để đâm vào các phần nhạy cảm trên cơ thể của hai chị em trong khi người đàn ông cao lớn thường sử dụng búa và sẻng để đánh đập đập nát các phần xương và cơ thể của họ lý tân với cơ thể đầy những vết thương đau đớn cảm giác như từng phần cơ thể của mình đang bị thối giữa Cơn khát cháy bỏng do bị giam cầm trong điều kiện thiếu thốn nước uống đã khiến Lý Tân trong một khoảnh khắc tuyệt vọng uống nước trong một cái gạt tàn đầy thuốc chỉ để thỏa mãn cơn khát cháy họng. Hành động đó đã bị trả giá bằng những trận đòn dã man hơn khi cô bị đánh đập đến bất tỉnh. Vào ngày thứ năm của cuộc tra tấn, Lý Tân bị ép gọi điện thoại cho người thân và bạn bè để vay tiền. Trong cuộc gọi, Lý Tân mặc dù đau đớn vẫn buộc phải tỏ ra ngọt ngào, gọi người chồng cũ là chồng yêu và cố gắng che giấu tình cảnh bi đát của mình. Khi nghe giọng người thân ở đầu dây bên kia, cô đã suýt kêu cứu, nhưng nhìn thấy ánh mắt hiểm ác của kẻ bắt cóc, cô đã không dám. Kết quả là cô đã nhận được một số tiền ít ỏi 1.700 nhân dân tệ, tức khoảng hơn 4 triệu đồng tiền Việt Nam. Và ngay sau đó, chị em cô lại phải nhận thêm một trận đòn tàn nhẫn. Trải qua gần một tuần sống trong tra tấn và sợ hãi, sức lực của hai chị em Lý Tân và Lý Thúy dần cạn kiệt. Mọi hy vọng về một sự cứu rỗi từ bên ngoài dường như tắt lịm và cơ thể của họ đang bị phá hủy từng ngày. Tuy nhiên vào ngày thứ sáu, một tia hy vọng nhỏ nhoi lóe lên khi Lý Tân vô tình nghe thấy tiếng cuộc cãi vã giữa bọn bắt cóc bên ngoài căn phòng tối tăm nơi họ đang bị nhốt. Qua khe cửa, Lý Tân lắng nghe thấy Vương Sơ Sơ và hai gã đồng bọn đang tranh cãi về việc tiền bạc kiếm được quá ít, không đủ để tiếp tục duy trì kế hoạch. Chúng bắt đầu tỏ ra nóng nòng vì đã đến hạn trả tiền thuê nhà, và không có đủ thời gian để xử lý hai chị em. Đây là cơ hội quý giá duy nhất cho Lý Tân. Cô hiểu rằng chúng đang lên kế hoạch để kết thúc mạng sống của hai chị em. Trong giây phút ngắn ngủi đó, Lý Tân quyết định sẽ phải làm điều gì đó để kéo dài thời gian, nếu không hai chị em cô sẽ không bao giờ còn cơ hội sống sót. Với những gì còn sót lại của lý trí, cô bịa ra câu chuyện rằng mình có một khoản tiền bảo hiểm lớn có thể mang về lợi ích khổng lồ nếu được lĩnh thừa kế. Cô đã dùng thông tin đó để đánh lừa bọn bắt cóc thuyết phục chúng rằng nếu cô chết, số tiền này sẽ bị kiểm tra bởi công ty bảo hiểm và rất dễ bị phát hiện. Lời nói của Lý Tân đã khiến bọn chúng do dự. Dù không hoàn toàn tin tưởng, nhưng bọn chúng bắt đầu cân nhắc về việc trì hoãn sát hại hai chị em. Tuy nhiên, tình trạng Lý Tân và em gái vẫn vô cùng nguy cấp. Những vết thương nghiêm trọng trên cơ thể đã khiến họ gần như không còn khả năng di chuyển. Lý Thúy yếu đuối hơn chị gái, đã bắt đầu rơi vào trạng thái hoảng loạn tinh thần liên tục khóc lóc và cầu nguyện trong đêm tối đến ngày thứ bảy những kẻ bắt cóc đột ngột trở nên im lặng không còn những tiếng bước chân nặng nề hay tiếng cãi vã ngoài phòng khách điều này khiến lý tân vô cùng lo lắng nhưng cũng mở ra một tia hy vọng liệu có phải chúng đã bỏ đi hay chỉ đơn giản là đang chuẩn bị cho cú đánh cuối cùng trong sự im lặng đáng ngờ đó lý tân quyết định thử làm một điều táo bạo cô lặng lẽ cố gắng cởi bỏ dây trói tay bằng cách cào xé và dùng những phần cơ thể còn lại để giúp em gái mình thoát khỏi sự trói buộc. Với từng chút sức lực còn lại, họ đã thành công, dù dây trói siết chặt khiến cả hai bị rách ra và chảy máu. Đến khoảng nửa đêm, khi cảm thấy không còn dấu hiệu của bọn bắt cóc, Lý Tân và Lý Thúy lần mò ra khỏi căn phòng tối tăm và phát hiện căn hộ này đã trống không. Lý Tân không tin vào mắt mình, cả hai nhanh chóng chạy trốn khỏi căn hộ đáng sợ đó và tìm đường trở về ngôi nhà trọ của mình. Vừa trốn thoát khỏi cơn ác mộng, Họ đã tìm đến sự giúp đỡ của những người hàng xóm và nhanh chóng báo cảnh sát. Cảnh sát Quảng Châu ngay lập tức mở cuộc điều tra về vụ bắt cóc, nhưng khi họ đến căn hộ nơi hai chị em bị giam giữ, kẻ bắt cóc đã biến mất không dấu vết, chỉ còn lại căn phòng gồn ngang với vết máu khô trên sàn và những dấu vết của một cuộc tra tấn dã man. Cảnh sát không tìm thấy bất kỳ manh mối trực tiếp nào về danh tính thật của bọn bắt cóc. Vương sơ sơ chỉ là một cái tên giả, những kẻ đồng phạm cũng đã sử dụng danh tính giả để thuê nhà vụ án lâm vào bế tắc và hai chị em lý tân mặc dù đã may mắn thoát khỏi tử thần nhưng cuộc sống của họ mãi mãi bị tổn thương bởi những trải nghiệm kinh hoàng thân thể của họ chịu đựng những tổn thương không thể khắc phục lý tân mất đi phần lớn khả năng di chuyển tự do do những vết thương nghiêm trọng trên chân và lưng cô phải sống với những cơn đau thể xác và tinh thần mỗi ngày còn lý thúy mặc dù đã hồi phục về thể chất nhưng tâm trí cô bị ám ảnh bởi sự sợ hãi và nỗi đau đến khủng khiếp mặc dù đã may mắn thoát khỏi sự tra tấn kinh hoàng, câu chuyện về Lý Tân và Lý Thúy chỉ là chương mở đầu trong một chuỗi các vụ án mạng đầy rùng rợn kéo dài suốt nhiều năm sau đó. Bọn bắt cóc đã không dừng lại sau khi mất con bồi đầu tiên. Chúng bắt đầu di chuyển, thay đổi địa điểm và tiếp tục hành trình tàn bạo của mình trên khắp các thành phố lớn ở Trung Quốc. Sau khi trốn thoát khỏi sự truy đuổi của cảnh sát ở Quảng Châu, băng nhóm của Vương Sơ Sơ chuyển đến Thâm Quyến. Đây là một thành phố nhộn nhịp nơi mà những hoạt động giải trí và dịch vụ đen phát triển mạnh mẽ, trở thành một địa bàn lý tưởng để bọn chúng nhắm đến những nạn nhân tiếp theo. Mục tiêu của chúng là các nữ tiếp viên và những người làm việc trong ngành giải trí. Để không bị phát hiện, chúng sử dụng một chiến thuật tinh vi hơn, thay đổi danh tính, chọn những căn hộ cao cấp hơn và tạo dựng hình ảnh của những đại gia sẵn sàng chi trả nhiều tiền cho các dịch vụ xa hoa. Lần này Vương Sơ Sơ và đồng bọn nhắm đến một cô gái trẻ tên Lệ Lệ làm việc tại một hộp đêm sang trọng ở thâm quyến. Cô không hề biết rằng, đằng sau vẻ bề ngoài giàu có và lịch lãm của những gã đàn ông mà cô gặp mặt, lại là những kẻ sát hại người lạnh lùng và tàn ác. Chiến thuật của bọn chúng rất tinh vi. Vương Sơ Sơ, với tư cách là một chị cả trong giới tiếp viên, dễ dàng tiếp cận và kết bạn với những cô gái mới vào nghề, từ đó nhắm đến những người có tài sản hoặc có người thân giàu có. Sau đó chúng sẽ dần dần lôi kéo họ vào kế hoạch bắt cóc hoàn hảo và lệ lệ đã bị lừa một cách dễ dàng cô bị mời đến một bữa tiệc riêng tư tại một căn hộ sang trọng với lời hứa hẹn về những cơ hội kết giao với đại gia trong ngành kinh doanh lệ lệ bước vào căn hộ mà không hề biết rằng đó là nơi mà cô sẽ phải trải qua những giây phút kinh hoàng cuối cùng của cuộc đời mình ngay khi cánh cửa đóng lại cô bị tấn công một cách bất ngờ băng nhóm này đã lập kế hoạch chi tiết và thực hiện mọi việc với tốc độ nhanh chóng chỉ trong vài giờ đồng hồ Lệ lệ đã bị đánh đập tàn nhẫn, bị ép cung để đưa ra toàn bộ tài sản, mật khẩu thẻ ngân hàng và những thông tin về gia đình. Tuy nhiên lần này không như những lần trước, khi đã có được số tiền mà chúng cần, bọn chúng đã không dừng lại. Để che giấu hoàn toàn tội ác của mình, chúng quyết định sát hại lệ lệ. Với những dụng cụ chuẩn bị từ trước, chúng không chỉ sát hại mà còn thực hiện hành vi phân xác một cách man dợ. Sau đó thi thể nạn nhân bị phân nhỏ, và phần thịt được xay nát bằng một chiếc máy xay thịt công nghiệp mà chúng đã chuẩn bị từ trước. Thi thể của lệ lệ sau khi bị phân xác được chia thành nhiều phần và giấu trong các túi rác, do đó chúng thả vào các con sông hoặc kênh rạch ở Thâm Quyến. Điều này khiến việc phát hiện và nhận diện nạn nhân trở nên vô cùng khó khăn. Với mỗi lần hành động, bọn chúng lại càng trở nên tinh vi hơn, lạnh lùng hơn và tàn bạo hơn nữa. Không chỉ vậy, Bọn chúng còn hủy hoại các dấu vết pháp y bằng cách nấu chín các phần thịt người trước khi vứt đi, nhằm làm biến dạng cấu trúc mô tế bào. Vụ sát hại Lệ Lệ chỉ là một trong hàng loạt vụ án mà bọn chúng đã gây ra. Số nạn nhân đã ngày càng tăng lên, những vụ án này đều có những điểm chung: nạn nhân là những cô gái trẻ làm việc trong các ngành dịch vụ giải trí và không để lại dấu vết rõ ràng. Sau khi thành công trong việc gây ra hàng loạt vụ án ở Thâm Quyến mà không bị phát hiện, bọn chúng tiếp tục di chuyển sang các thành phố khác như hàng châu thượng hải và cuối cùng là cáp nhĩ tân ở mỗi nơi chúng đều thực hiện cùng một chiến thuật tiếp cận lừa đảo bắt cóc tra tấn và sát hại nạn nhân theo cách thức tương tự các vụ án xảy ra liên tiếp nhưng không nơi nào cảnh sát có đủ manh mối để bắt giữ bọn chúng sự lạnh lùng và tinh vi trong hành động của bọn chúng khiến cảnh sát gặp nhiều khó khăn trong việc điều tra những dấu vết để lại rất ít các nạn nhân đều mất tích mà không để lại bất kỳ manh mối nào về nơi cuối cùng họ xuất hiện. Cảnh sát bắt đầu nhận thấy một điểm chung trong các vụ mất tích. Tất cả các nạn nhân đều là những phụ nữ làm việc trong ngành giải trí, đặc biệt là trong các quán bar, hộp đêm và các dịch vụ tiếp khách. Cuộc điều tra được mở rộng hơn, đội điều tra ở mỗi thành phố đều bắt đầu chia sẻ thông tin với nhau và manh mối về một băng nhóm tội phạm liên tỉnh đã dần dần lộ diện. Cảnh sát sau nhiều tháng trời điều tra Cuối cùng đã bắt đầu nhìn thấy mối liên kết giữa các vụ án mạng khắp Trung Quốc. Những chi tiết như việc nạn nhân đều là nữ giới trẻ tuổi và làm việc trong ngành giải trí, sự mất tích bất ngờ không có dấu vết và các vụ phân xác tàn bạo đang ngày càng rõ hơn. Tuy nhiên, cuộc truy tìm băng nhóm tội phạm này lại không hề dễ dàng một chút nào. Bọn tội phạm này vô cùng tinh vi trong việc xóa bỏ dấu vết. Chúng không chỉ đổi tên, danh tính mà còn thay đổi phương thức hành động, di chuyển liên tục giữa các thành phố lớn để tránh bị phát hiện. Cảnh sát thường chỉ phát hiện ra các nạn nhân sau khi thi thể bị phân hủy, thả vào sông, kênh rạch hoặc giấu trong các túi rác. Tuy nhiên ở mỗi hiện trường, chúng thường để lại những dấu hiệu chung như sử dụng các công cụ tương tự để phân xác và các dấu vết đặc trưng của phương pháp tra tấn. Cảnh sát bắt đầu nghiên cứu kỹ hơn về các dấu vết còn lại. Một số mẫu DNA và dấu vân tay thu thập được từ hiện trường đã dẫn dắt họ đến những đối tượng có tiền án. Tuy nhiên hầu hết các mẫu này đều là những manh mối rời rạc, không đủ để lần ra dấu vết của toàn bộ băng nhóm. Nhận thấy tính chất man dợ và quy mô của vụ án, các lực lượng cảnh sát đã lập ra một đội chuyên án với mục tiêu duy nhất là tìm và triệt hạ băng nhóm này bằng được. Trong lúc đó, Vương Sơ Sơ và đồng bọn vẫn tiếp tục cuộc hành trình tội ác của mình ở nhiều thành phố khác nhau. Chúng ngày càng liều lĩnh hơn khi liên tiếp ra tay với nhiều nạn nhân mà không để lại dấu vết rõ ràng. Tuy nhiên, trong một lần thực hiện một vụ bắt cóc tại Thượng Hải, bọn chúng đã phạm phải một sai lầm một người phụ nữ tên trần ly cũng là một tiếp viên trong ngành giải trí đã bị bắt cóc nhưng khác với các nạn nhân trước trần ly đã có linh cảm xấu và âm thầm báo cho một người bạn về địa điểm cô sẽ tới gặp đại gia khi không thấy cô trở về người bạn ngay lập tức báo cảnh sát và lần này cảnh sát đã có một manh mối chính xác về vị trí của nạn nhân vào một ngày định mệnh cảnh sát thượng hải đã tổ chức một cuộc vây bắt khẩn cấp tại căn hộ mà băng nhóm của vương sơ sơ đang trú ẩn đây là một cuộc đấu trí căng thẳng bởi bọn chúng luôn sẵn sàng bỏ trốn chỉ trong vài phút nếu có dấu hiệu bất thường. Các lực lượng đặc nhiệm đã bí mật tiếp cận căn hộ, trong khi đó một nhóm cảnh sát khác đã theo dõi mọi động thái của bọn chúng từ các khu vực lân cận. Một tội phạm như đã từng làm nhiều lần trước đây, đang chuẩn bị cho một cuộc hành trình và phân xác nạn nhân. Nhưng lần này, trước khi bọn chúng kịp ra tay, cánh cửa của căn hộ đã bị đập vỡ và lực lượng cảnh sát đặc nhiệm ập vào một cuộc đối đầu căng thẳng đã diễn ra trong vài phút ngắn ngủi. Trong khi Vương Sơ Sơ và đồng bọn cố gắng chạy qua cửa sau, thì bọn chúng đã bị bao vây bởi một nhóm cảnh sát khác. Cả nhóm bị bắt gọn mà không kịp phản ứng. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm gây án, toàn bộ băng nhóm tội phạm bị bắt giữ mà không có cơ hội trốn thoát. Sau khi bị bắt, Vương Sơ Sơ và đồng bọn vẫn giữ thái độ lạnh lùng, không tỏ ra hối hận về những gì bọn chúng đã làm. Tại đồn cảnh sát, bọn chúng bắt đầu thú nhận từng vụ án mạng mà chúng đã gây ra, không một chút che giấu. Những lời khai của bọn chúng khiến tất cả các điều tra viên và nhân viên pháp y đều bàng hoàng vì mức độ tàn ác và độ máu lạnh của bọn chúng. Vương Sơ Sơ kể lại chi tiết từng vụ bắt cóc, cách tra tấn và phân xác nạn nhân, như thể đó chỉ là những công việc hàng ngày. Đồng bọn của cô ả à cũng không khác gì, tất cả bọn chúng đều xem việc sát hại người và hành hạ nạn nhân như một cách để thỏa mãn thú tính và kiếm tiền dễ dàng bọn chúng thừa nhận đã gây ra ít nhất 10 vụ sát hại người tàn bạo chỉ trong vòng vài năm. Mỗi vụ đều được lên kế hoạch tỉ mỉ và diễn ra trong những căn hộ sang trọng mà bọn chúng thuê để che giấu thân phận. Cảnh sát đã lần ra nhiều chứng cứ quan trọng, bao gồm các công cụ phân xác, những túi rác chứa thi thể bị phân hủy, và đặc biệt là chiếc máy xay thịt mà bọn chúng dùng để tiêu hủy phần thi thể của nạn nhân. Vụ án của Vương Sơ Sơ và đồng bọn sau đó đã trở thành một trong những vụ án nổi tiếng và gây chấn động nhất tại Trung Quốc thời điểm đó. Phiên tòa xét xử đã thu hút sự chú ý của toàn quốc và công chúng đều phẫn nộ trước mức độ tàn ác của bọn chúng. Bản án tử hình nhanh chóng được tuyên cho tất cả các thành viên của băng nhóm, khép lại một trong những chương đen tối nhất của tội ác liên quan đến băng đảng sát hại người hàng loạt. Vụ án ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn có suy nghĩ gì về vụ án này? Hãy để lại bình luận phía bên dưới xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo